Đặc biệt, Thiên Ân đã được Thủ tướng Chính phủ tuyên dương vì thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2020. Riêng năm 2022, Ngân giành được 25 huy chương các loại, trong đó có 16 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể dục thể thao, Nguyễn Thiên Ngân là một trong 20 đề cử của giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và giành được giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Trong quá trình học tập và thi đấu thì em cũng nhận ra là mình rất là đam mê bộ môn cờ vua này. Khi mà hè đến thì các bạn đồng trang lứa có thể là sẽ đi du lịch cùng gia đình hay là nghỉ hè, thì thay vào đó thì em sẽ tập luyện cờ vua và tham gia một số giải đấu ở nước ngoài hay trong nước. Khi mà em được nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022 thì em rất là vui và tự hào. Em cũng cảm thấy được là mình cần phải có trách nhiệm hơn để được xứng đáng với cái danh hiệu mà mình đã nhận được. Cũng như các phụ huynh khác mà khi thấy con có những thành tích như vậy thì cũng thấy rất là tự hào, vui, và cũng bên cạnh đó thì cũng thấy rằng là những cái thời gian mà có những cái ghi nhận được những cái thời gian bạn đi từ phấn đấu từ nhỏ, thì để khi xét cái giải thưởng này thì ban tổ chức xét là nó từ cả một quá trình từ nhỏ cho đến lớn, tức là mười mấy năm, thì đây cũng là một cái mà vinh dự cũng như là một cái mà ghi nhận thành tích của bạn đấy, thì gia đình rất là tự hào. Không chỉ đạt được thành tích cao trong thi đấu cờ vua, Nguyễn Thiên Ngân cũng luôn sắp xếp thời gian khoa học để học tập tại trường, duy trì và nỗ lực đạt kết quả học tập tốt, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường. Cái điểm nhấn của bạn ấy đấy là mặc dù là một cái học sinh mà tham gia rất nhiều cái giải cờ vua, thế nhưng mà bạn luôn luôn biết sắp xếp thời gian một cách rất là khoa học. Thế và ngoài cái thời gian bạn tham gia giải đấu ra, những cái thời gian mà bạn theo học ở trên lớp ấy, thì cũng rất là chỉn chu, thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm của mình và luôn có cái ý chí cầu tiến. Trước đây đối với môn cờ vua thì các em có vẻ là rất thờ ơ, thế nhưng từ khi là ở trong lớp nói riêng và trong trường nói chung có một cái kiện tướng cờ vua Nguyễn Thiên Ngân, thì tự nhiên là học sinh nhà trường các bạn rất là quan tâm đến bộ môn này. Điển hình như là ví dụ các giờ ra chơi, có những học sinh ở các lớp khác còn mang bàn cờ sang và nhờ Thiên Ngân là chỉ những cái nước cờ độc đáo, hoặc là trong những cái hoạt động đoàn thì đã đưa thêm một cái nội dung đó là thi giải cờ vua vào, và thậm chí là thu hút được sự tham gia của cả các em học sinh cấp 2 ở quanh khu vực nhà trường. Đoàn trường cũng đã rất là ghi nhận và đã gửi bạn Thiên Ngân đi học lớp Cảm Tình Đả, và tới đây thì đoàn trường cũng đã đề nghị với chi bộ là trong đợt tới này sẽ bạn đang làm hồ sơ và trong đợt tới này sẽ kết nạp bạn Ngân sẽ đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong thời gian tới, kiện tướng cờ vua Thiên Ngân đang nỗ lực để đạt được những danh hiệu cao hơn như đại kiện tướng quốc tế nữ WMG, kiện tướng quốc tế IM hay kiện tướng quốc tế GM. Với tinh thần nỗ lực, chăm chỉ học tập và rèn luyện vượt khó khăn để đoạt huy chương thế giới của Ngân đã và đang lan tỏa truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên cả nước học tập.